lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái túi trống ạ. Thì ở đây là đã có một cái mảnh trống ở mảnh túi đằng trước ấy. Cái mặt túi đằng trước ạ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc các cái mặt sau và cái mặt sau ấy. Thì nguyên liệu của mình gồm có này, mình sử dụng ở đây là sợi dệt này. Sợi dệt này, một miếng canvas tròn này. Miếng canvas tròn này, ngoài ra thì mình cần một cái miếng canvas dài nữa nhá, mình không 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 để vào đây á. Thì còn hai miếng canvas tròn cho hai mặt. Mặt này và mặt này, mặt lưng ạ. Và một miếng canvas dài nữa để mình đi cái đường đường tạo độ sâu cho túi ạ, tạo độ sâu cho túi đường xung quanh ạ. Ngoài ra là vải lót, kim định vị, kéo, kim móc thì mình sử dụng kim móc là 2.5mm và 2.0mm. Ngoài ra thì mình sử dụng kim khâu nữa. Các bạn lưu ý là khi chuẩn bị thì các bạn cắt, các bạn vẽ sẵn cho mình nhé. Các bạn vẽ sẵn cho mình này cái miếng vải lót ấy. Mình đo, mình sẽ luôn đo luôn theo cái miếng canvas này. Để nếu mà các bạn dùng xong canvas rồi mà các bạn mới đo ấy, thì những cái lúc mà mình may lót nó không không tiện cho lắm. Thì mình chỉ lưu ý cái điểm đó thôi. Thế ạ. Còn đây là một mặt sau khi mình đã hoàn thành này. Mặt trước của túi ạ. Để bắt đầu cho túi thì mình sẽ bắt đầu từ tâm ra. Bắt đầu từ trong tâm đi ra này. Mình sẽ sử dụng kim móc là kim 2.5mm, kim 2.0mm. Mình sẽ dùng để khi mình nối cái mảnh móc của mình vào với miếng canvas ạ. Thì các bạn đi từ tâm ra, các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật với lại 12 mũi kép giúp mình. 12 mũi kép thì trong đó sẽ có một mũi kép được coi là bằng 2 mũi bính. Để tạo vòng tròn ma thuật nhé, các bạn đi một vòng quanh ngón tay như thế này ạ. Rồi sau đó mình cài kim vào trong như dây như thế này. Các bạn lấy lên để tạo mũi bính này. Thêm một mũi bính nữa. Là hai mũi bính. Hai mũi bính này mình sẽ coi như là một mũi kép. Thì các bạn sẽ móc tiếp giúp mình là 11 mũi kép nữa. Thực hiện mũi kép thì hết sức là đơn giản. Khi móc qua thì các bạn lưu ý xoay kim một chút nhé, đi qua 2 giây thôi, mình quấn một vòng, đi xuống tâm, lấy dây này, đi qua 2 giây trước với 2 giây tiếp, cứ như vậy các bạn sẽ lấy 11 mũi kép nữa, tổng là 12 mũi kép, 12 mũi kép bao gồm cả một cái mũi kép được coi là 2 mũi bính này. Sau khi móc xong thì mình sẽ kéo thít để cái vòng tròn này ở giữa này nó khép lại ạ. Sau đó thì mình sẽ nối với cái vị trí bắt đầu này, cái vị trí mũi kép này vào một mũi trượt hay còn gọi là mũi rời. Hay còn gọi là mũi rời để kết thúc cái hàng 1 này ạ. Các bạn đi qua. Rồi mình đi qua luôn ạ. Đó, nó gần như là mũi bính ấy, nhưng mà mình sẽ đâm mũi ở một vị trí khác thôi, để lấy dây thôi. Trước khi lấy dây á, thì ở hàng thứ hai các bạn sẽ móc giúp mình là hoa văn là một mũi kép đơn thường và một mũi ngoặc trước so le nhau cho đến hết hàng. Thì các bạn đầu tiên thì các bạn vẫn đi lên 2 mũi bính này. 2 mũi bính này mình coi như là một mũi kép này. Sau đó thì các bạn vào cái mũi đầu tiên luôn giúp mình. Các bạn móc mũi ngoặc trước thì các bạn lấy dây này, cuốn dây như mũi kép, đi vòng xuống dưới này. Vòng ngang thân qua thân mũi để đi lên. Sau đó thì mình lấy dây qua rồi đi như tiếp tục như mũi kép đơn bình thường. Sang tiếp theo thì cái mũi tiếp theo các bạn cũng thế, các bạn móc một mũi kép đơn và một mũi ngoặc trước vào vị trí này.
các bạn cứ thế lặp lại cho đến khi hết hàng. Và khi hết hàng của mình thì mình sẽ kết thúc bằng cái mũi kép, bằng cái mũi ngoặc trước ạ. Bằng cái mũi ngoặc trước vào cái mũi mà hai bính coi là hai bính coi là một mũi kép ở hàng trước ấy, thì mình sẽ ngoặc trước vào mũi đó và kết thúc và nối kết thúc bằng một mũi trượt hay còn gọi là mũi rời ạ. Đây là sau khi mình đã xong cái hàng thứ hai thì từ hàng thứ ba trở đi đến hàng thứ ba trở đi các bạn sẽ tăng thịnh tiến ở cái vị trí giữa của hai cái vị trí giữa giữa hai cái mũi ngoặc trước ấy, thì mình sẽ tăng thịnh tiến. Ví dụ như ở đây là một mũi thì hàng này sẽ là hàng trước là một mũi đúng không ạ? Thì hàng này sẽ là hai mũi, hàng sau là ba mũi, hàng sau nữa là bốn mũi. Thì các cái vị trí mà các bạn thêm mũi thì các bạn sẽ thêm ở cái vị trí mũi ngoặc trước. Thêm ở cái chân mũi ngoặc trước, tức là cái mũi ngoặc trước này mình sẽ vừa móc đồng thời một mũi kép và một mũi ngoặc trước để tăng mũi. Thì ở đây thì mình sẽ móc đến 8 hàng ạ. Đây mình sẽ móc 8 hàng. Còn tùy vào các bạn, nếu mà các bạn sử dụng cái miếng canvas to hơn ý, để cái kích thước túi của bạn to hơn ý, thì các bạn sử dụng cái thì các bạn móc cứ thịnh tiến nhá. Còn ở đây là cái miếng canvas của mình là 14,5 cm, thì cứ tính là đường kính cái túi này nó khoảng khoảng độ 15 cm ạ. Thì cái hàng này và hàng sau thì mình vẫn hướng dẫn để các bạn nhìn rõ thì cái sự tăng thịnh tiến ạ. Thì mình vẫn đi lên hai bính để bắt đầu này. Sau đó đi vào chân này thì là chân mũi ngoặc trước đúng không ạ? Thì mình sẽ móc một kép và một ngoặc trước. Kép này, ngoặc trước này. Sang bên tiếp theo thì ở đây có một mũi kép thì mình vẫn móc mũi kép và mũi kép bình thường. Sau đó đến mũi ngoặc trước thì mình cũng móc một kép và một ngoặc trước. Các bạn cứ làm như vậy cho đến khi hết cái hàng này thì kết thúc của mình cũng là vị trí là cái mũi ngoặc trước và nối vào cái vị trí bắt đầu này ở chỗ này ạ, bằng một mũi trượt để kết thúc ạ. Các bạn đã thấy rõ cái sự tăng mũi như thế nào chưa ạ? Thì bây giờ sang hàng thứ tư ạ. Hàng thứ tư thì mình cũng sẽ móc y hệt như vậy thôi. Chỉ là cái mũi ngoặc trước này các bạn thêm một mũi kép nữa trước khi móc mũi ngoặc trước. Thì mình sẽ tăng thịnh tiến liên tục thôi ạ. Đây ạ. Hàng này mình vẫn như vậy. Móc ngoặc trước thế là mình có 3 này. Trước này. Hai mũi này vẫn bình thường này. Ba ạ. Dạ. Thì đây vẫn là cái chân ngoặc trước này. Thì mình móc mũi ngoặc trước. Đó. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến khi hết cái hàng này. Thì là sau đó thì mình sẽ móc ở cái sản phẩm này thì như mình vừa nói là mình sẽ móc lên đến 8 hàng. Lên đến 8 hàng thì cái vị trí kết thúc của mình sẽ là cứ 7 mũi kép rồi đến một mũi ngoặc trước. Sau đó thì mình sẽ móc vào cái miếng canvas. Thì các bạn có một lưu ý giúp mình là khi mà kính móc ấy, sau 8 hàng ấy thì nó sẽ nhỏ hơn cái miếng canvas này có một chút thôi. Nó khoảng đâu một cái hàng lỗ này thôi. Thì các bạn chỉ lên móc đến như vậy thôi. Tức là mình móc đến nhỏ hơn một chút. Thì khi mà mình kéo căng nó ra ấy, Mình móc mũi đơn để nối ấy, thì mình kéo căng nó ra ấy, thì sản phẩm nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà các bạn móc to hơn, to bằng luôn hoặc là to hẳn ấy, thì khi mà mình nối vào miếng canvas ấy, nó sẽ bị trùng. Nó sẽ bị trùng cái phần này, cái phần móc của mình, thì nó sẽ không được đẹp cho lắm. Thì nếu mà các bạn muốn căng ấy, thì các bạn đừng lên móc hết móc to bằng to bằng hoặc to kể cả to hơn thì chắc chắn là bị trùng rồi. Kể cả bằng nhá. Mình lên móc nhỏ hơn một chút, khoảng tầm một cái hàng này. Sau đó mình sẽ kéo căng ra là được. Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy. Như của mình thì mình sẽ móc đến 8 hàng. Đến hàng thứ 8, còn tùy theo cái kích thước của các bạn nữa. Đây là sau khi mình đã móc xong 8 hàng rồi thì các bạn có thể nhìn thấy là cái kích thước của nó nhỏ hơn so với kích thước của mình canvas. Thì đến đây thì mình sẽ dừng lại để mình sẽ chuyển sang cái hàng nối với lại cái miếng canvas ạ.
Thế các bạn có thể nhìn thấy là cái miếng này của mình, cái phần bề mặt móc này nó rất là căng luôn ạ. Thì các bạn ở đây các bạn có thể dùng kim đánh dấu mũi móc cũng được, hoặc là mình dùng cái kẹp kẹp tài liệu, cái kẹp đen đen ấy, để mình cố định các vị trí của mình vào. Thì đến lúc mà móc nối thì nó sẽ cân đối hơn. Ở đây thì mình dùng miếng căn à, mình dùng kẹp ghim đánh dấu luôn ạ. Thì các bạn đánh dấu cái vị trí này như vậy vào nhá. Mình kéo căng ra để xem cái vị trí đối diện. Mẹ đánh dấu như vậy trước. Tương tự mình nối hai cái đầu này cho nó cân đối nhé. Cân đối có thể tương đối thôi, tại vì là mình móc nẹp nẹp móc nẹp vào kịch và canvas ấy, nên là cái hình thù của mình thì nó sẽ được định hình như vậy. Được định hình theo cái miếng canvas. Thì đến đây các bạn lại chia đều những góc này ra để mình đánh dấu những cái vị trí này vào. Như mình cầm như thế này để mình cân đối. Kéo căng hai cái đầu ấy đúng chỗ của nó ấy. Mình cân đối ở giữa. Nếu mà có cái kẹp thì nó cũng chắc, nó chắc hơn. Nút góc này nữa là xong. Thì đây thì mình sẽ chuyển sang kim kim 2.0 để nó đi qua cái lỗ canvas này nó dễ hơn. Các bạn móc giúp mình một bính đi lên này. Sau đó cái vị trí mũi đầu tiên, các bạn sẽ móc vào cái ô đầu tiên này. Mình móc mũi đơn ạ. Đây mình sẽ kéo căng cái vị trí này ra nhá. Để mình đâm các vị trí nó chuẩn. Mình không yêu cầu là cứ một mũi mình phải đâm vào đúng một ô đâu. Bởi vì cái số mũi của mình nó không nhiều bằng cái số ô của canvas. Thì các bạn có thể cách ra. Miễn sao là các cái vị trí mà mình đã đóng đá kim này, thì các bạn lúc mà các bạn móc bạn kéo đều, kéo nó về đúng cái vị trí của nó để mình đều được cái mũi của mình, đảm bảo các góc này, các góc này là nó đúng vị trí đó. Đây mình có bị bỏ qua hai ô đây thì nó cũng không sao ạ. Tương tự như vậy, như thế bên này mình cũng vậy, các bạn kéo lúc cầm móc ấy, các bạn kéo đúng cái vị trí của nó lên như thế này để mình đâm các cái mũi này nó trải đều ấy, nó phẳng. Đây, mình móc chặt một chút. Mình thấy móc túi là đau tay nhất trong các loại móc. Vì nó là móc càng chặt càng tốt.
cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc hết cái vòng tròn này đến cái vị trí cuối cùng thôi. Các bạn có thể quan sát đây là sau khi mình đã móc xong rồi ạ. Đã móc xong nối nối cái mảnh móc của mình vào miếng canvas. Cái lúc móc ấy thì cái phần móc này của mình nó sẽ hơi căng và khiến cho các bạn móc các bạn hơi khó chịu và hơi khó móc một chút. Thì có một mẹo nhỏ là khi mình đang móc mà nó bị căng quá ấy, thì các bạn uốn cái miếng canvas, cả miếng móc của mình như thế này, nó sẽ làm giãn cái miếng móc của mình hơn và các bạn sẽ dễ móc hơn ấy ạ. Và cảm giác là nó sẽ căng ra, nó bám xuống cái miếng canvas hơn. Còn lúc đầu nó sẽ bị căng cái miếng móc và miếng canvas của mình nó cảm giác nó hơi trùng. Đây là đến mũi cuối cùng rồi ạ. Đến mũi cuối cùng thì các bạn cắt, mình cắt chỉ này. Đến cái mũi đơn cuối cùng, như các bạn không làm gì cả, các bạn không móc mũi trượt đâu ạ. Các bạn dừng nguyên ở mũi đơn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối ạ. Nó không bị lộ. Các bạn rút chỉ ra này. Thì cái chỉ của mình nó đang ở vị trí như thế này. Đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn đi qua cái mũi này giúp mình. Mình kéo chặt một chút nhá. Xong rồi đi qua cái vị trí trên này rồi này. Dây đây đúng không ạ? Thì các bạn sẽ đâm vào cái giữa cái mũi cuối của mình. Thì mình sẽ ra cái hình chữ V luôn ạ. Ở cái vị trí nối. Sau đó thì các bạn giấu chỉ ra đằng sau nhá. Này nó sẽ hơi khó giấu một chút với cái kim to như này. Thì có một cách giấu nữa là các bạn có thể đâm vào giữa cái ô này. Sau đó thì mình cứ nép vào đây nè. Nếp bên rìa này. Mình đâm đằng sau. Để nó không bị lộ. Vài lần như vậy. Cho nó chắc. Thậm chí là mình có thể móc xuyên qua một lượt để cố định được luôn được cái hình tròn ở trên này được ạ. Thì đi sang luôn bên này. Để mình giữ cái miếng của mình bên trên này luôn ạ. Thì mình sẽ được giữ ở bên dưới cái lớp vải lót của mình thôi. Cũng tương tự như vậy, mình sẽ làm một mảnh tương tự và mình sẽ ở cái mặt đằng trước này thì các bạn sẽ khâu giúp mình một cái cúc như thế này ạ. Sau khi móc xong thì các bạn để thừa hẳn dây, sau đó thì mình khâu xuống luôn để tạo khâu cái cúc rồi luôn. Đằng nào thì phía sau này mình cũng sẽ may vải lót để che đi cái phần này. Thì đây là cái mặt trước của túi. Nếu mà các bạn không thích cúc như thế này thì tùy các bạn có thể may, các bạn có thể khâu hoặc là làm cúc bấm ở bên trong ấy ạ. Cúc bấm bên trong hoặc là may khóa thì cái đấy là tùy vào các bạn. Còn trong cái mẫu này thì mình sẽ sử dụng cái cúc gỗ như thế này để mình làm cái chốt túi ạ. Đây ạ, đây là mặt đằng trước nhá. Sang phần may vải lót ạ.
Thì ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị giúp mình cái vải hình tròn và các bạn đã kẻ sẵn cái đường rồi nhá. Các bạn có thể kẻ cả mặt trước cũng được. Ở đây mình kẻ thì nó hiện cả hai mặt mình dùng bút dạ. Thì các bạn sẽ gập lại nhá. Các bạn sẽ gập lại theo cái đường đó. Rồi mình dùng kim định vị cố định cái vị trí này ạ. Mình cứ làm theo hướng đối diện nhau nhá. Mình sẽ chỉ khâu nối vào cái dưới cái hàng bên dưới này thôi, còn cái mũi bên trên này mình để yên cho nó nhá. Để đến lúc sau các bạn nối với hai cái các bạn nối với bên gì ạ? Nó sẽ dễ dàng hơn. Thì mình sẽ cứ theo thứ tự các góc bắt góc trước. Sau đó đi sang đến các góc này. Thì các bạn sẽ cứ dồn cái phần vải thừa vào bên trong. Mình đính một phần thôi, đến khi nào mà mình khâu nối nó lại thì mình sẽ chỉnh sửa thêm nữa. Đây là khi mình cố định các vị trí. Sau đó thì mình sẽ khâu nối này. Các bạn sẽ chọn cái vị trí bắt đầu là vị trí nào cũng được. Mình sẽ đâm từ dưới lên để mình giấu cái đầu chỉ thắt nút ở bên trong ấy. Các bạn gỡ dần ra thôi. Rồi mình khâu vào cái lớp lót ạ. Mình lại khâu ngược. Các bạn cứ thế các bạn khâu ngược nhá. Mình cứ khâu gọi là gì nhỉ? Khâu dấu tự dưng mình không nhớ nó gọi là gì nữa. Các bạn sẽ khâu như vậy. Mình sẽ lấy mũi ở trên vải này, sau đó thì mình sẽ khâu sang cái mũi móc của mình. Nó sẽ hơi vướng những cái kim định vị nên nó sẽ hơi khó chịu một chút. Thì để mình ghép nối. Thì các bạn cứ khâu tương tự như vậy cho đến khi hết cái miếng vải lót này nhá, thì mình sẽ được như thế này ạ. Mình đã khâu xong rồi ạ. Thì đến cuối cùng thì các bạn luồn kim vào phía bên trong vải này rồi mình cắt chỉ nhá, để mình giấu luôn chỉ ở phía bên trong ấy ạ. Thì bây giờ là cái túi của mình đã gần
gần có hình dạng rồi ạ. Thì mình sẽ móc thêm cái bên rìa nữa. Bên rìa thì mình sẽ móc cho các bạn sẽ móc giúp mình là 5 mũi đơn cho mỗi hàng và khoảng tầm 70 hàng ạ. Thì mình sẽ tạo mũi bính. Một này. Hai này. Kim 2.5 ạ. 3 này. 4 này. 5 này. Mình sẽ lên một bính coi như là một mũi đơn rồi mình móc vào cái mũi bính thứ 3. Bây giờ tính ra là thứ 3. 1 2 3. Các bạn móc thêm 4 mũi đơn nữa. Sau đó mình móc thêm một bính đi lên hàng thứ hai. Các bạn bỏ qua chân đầu tiên vì là cái mũi bính đầu tiên mình coi là mũi đơn rồi. Thì mình móc tiếp từ chân thứ hai là 4 mũi đơn. Mũi cuối cùng thì mình sẽ phải đâm vào cái mũi bính ở bên rìa ấy. Sau đó thì mình lại một bính đi lên và cứ tiếp tục như vậy. Mình sẽ móc mũi đơn cho cái hàng bên hông này, hàng bên rìa này. Thì mình tính là ở đây mình có 12 múi đúng không ạ? Thì mình sẽ bỏ lại 3 cái phần múi này là cho miệng túi. Còn lại là 9 múi ạ. Thì mỗi cái múi này là 8 múi thì mình sẽ có khoảng là 8 x 9 72. 72 múi, tính thêm một cái múi này nữa là 73. Từ đầu đến cuối ạ thì là 73 múi. Thì mình sẽ móc, vì mình còn một hàng bo viền nữa nên các bạn sẽ móc cho mình là có một hàng bo viền nữa nên các bạn sẽ tính cho mình là 71 hàng. 71 hàng cho cái bên rìa này, rồi mình bo trên dưới hai bên nữa thì là đủ. Để khâu, khi mình khâu thì mình sẽ khâu tương ứng là 11. Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy nhé, móc tiếp cái đoạn này nhé. Cũng tương tự như vậy ở cái phần bên rìa này, phần tạo độ sâu cho túi ấy, thì các bạn cũng sẽ làm tương tự. Mình cũng chuẩn bị này, một cái miếng móc như mình đã hướng dẫn rồi này, một miếng canvas này và một miếng lót túi này. Thì canvas ở đây các bạn không đo canvas theo cái miếng móc của mình nhá. Mà theo cái miếng móc này của mình nhá. Mà các bạn sẽ đeo con canvas trên cái miếng này giúp mình. Là các bạn sẽ đo từ đây. Các bạn đo từ đây các bạn sang đến bên này. Thì mình đã đo rồi và cái chiều dài này là 35,5 cm. 35,5 cm thì mình sẽ cắt một miếng canvas có kích thước là như vậy, 35,5 cm. Và nó cũng, cái bề ngang này các bạn cũng nhìn này, nó cũng sẽ tương tự như vậy, nó to hơn một chút này. Các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ bị co nên là cái phần này của mình nó sẽ ngắn hơn. Thì lúc bây giờ mình sẽ móc nối vào canvas và làm cho nó căng lại nhá. Thì cũng như vậy này. Các bạn móc một bính đi lên giúp mình. Các bạn đánh dấu giúp mình trước nhé. Mình quên mất ạ. Để chính xác thì các bạn có thể đếm. Mình thì tương đối rồi cũng được. Đánh dấu một vị trí ở giữa nữa.
Các bạn có thể đánh dấu nhiều lên để cái lúc mà mình móc mình chia mũi nó càng dễ. Bạn sẽ móc kiến theo thế này ạ. Mình bỏ qua cái ô đầu tiên đi, cái ô đầu tiên mình sẽ móc sau. Thì các bạn sẽ móc cái một cái mũi ngang ngang qua cái hàng này. Cứ một hàng thì các bạn móc một mũi đơn. Mình sẽ móc vào ô thứ hai nhé, mình tạm bỏ qua ô đầu tiên. Cái này mình tạm bỏ qua ô đầu tiên ạ. Sau đó các bạn cứ một hàng các bạn móc một mũi sang hàng tiếp theo đấy ạ. Các bạn cứ trải phẳng nó ra và các bạn khi mà các bạn đâm các bạn cảm giác các bạn đâm được vào ô nào thì các bạn đâm, không cần phải quá chính xác là một tương ứng với một. Còn tại sao mình lại bỏ qua mũi đầu tiên, vì mình vẫn còn một hàng nữa, mình quay đầu về đến đây thì mình sẽ móc sau. Một hàng một mũi đơn nhá. Các bạn cứ làm như vậy cho đến khi đến các cái phần góc ấy thì mình sẽ có nói thêm. Đến cái vị trí góc ấy thì các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi vào tại cái vị trí góc đấy ạ. Tức là góc này ạ. Thì mình móc thêm 2 mũi nữa để nó đứng lên. Để nó quay sang được hàng mới ạ. Khi mà mình sẽ quay từ đang từ thẳng chiều này sang chiều này ạ. Thì mình cài luôn cái dây thừa này vào trong nhá. Sau đó các bạn móc tương tự. Thì đến đây các bạn có thể thấy là cái miếng cắt của mình ấy nó hơi to một chút. Thì mình sẽ chỉnh lại ở đây. Cái chiều dài thì các bạn không chỉnh nhé, các bạn chỉ chỉnh chiều ngang này thôi để sao cho phù hợp thôi. Thì nó hơi kiểu như là chỗ này nó quá căng rồi ạ. Thì các bạn sẽ cắt bớt đi ạ. Các sẽ cắt bớt đi cái hàng thừa để giúp mình. Mình làm to thì mình có thể cắt đi, nhưng mà mình làm nhỏ ngay từ đầu thì mình sẽ khó chỉnh hơn đấy. Đến đây thì các bạn có thể gắn kim định vị cho các vị trí để mình dễ móc, giống như cái hàng trước cũng được. Ví dụ các bạn uốn lại như thế này nhá thì mình lấy dễ hơn này. Và nó căng hơn này. Nó căng đều. Thì các bạn cũng tiếp tục như vậy, cái góc bên này mình cũng móc 3 mũi để mình bắt sang cái hàng bên kia, cái vị trí góc này. 2 này, 3. Rồi sau đó các bạn vẫn móc tương ứng nhé, cứ một hàng mình móc một mũi đơn. Để mình đủ mũi, để mình đủ mũi mình khâu nối á. Các bạn cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết cái đường viền này nhá.
Đây là sau khi mình đã móc xong rồi ạ, thì các bạn giữ chốt dây ở đây giúp mình. Sau cái mũi đơn cuối cùng nhá, các bạn cũng không nối gì hết nhá. Các bạn giữ mũi ở sau mũi đơn thôi. Mình sẽ may lót trước, rồi sau đó thì sẽ dùng luôn cái chị này để khâu ạ. Cũng tương tự như cái phần phần trước ấy ạ, thì đến đây thì các bạn cũng sẽ lại làm như vậy. Mình cũng sẽ dùng kim định vị, sau đó khâu ạ. Mình sẽ cố định hai đầu trước. Tương tự như vậy rồi các bạn cố định hai bên. Cái phần này thì nó dễ hơn vì mình đường thẳng. Thì các bạn cứ làm như vậy, sau đó thì mình khâu nối giống như cái phần tụ tròn này ạ. Là được ạ. Thì mình sẽ không lặp lại cái hướng dẫn phần đó nữa. Thì các bạn cứ tương tự như vậy các bạn làm thôi. Đây là sau khi mình đã làm xong rồi ạ. Làm xong các thành phần rồi, bây giờ chỉ cần ghép lại với nhau thôi. Thì mình sẽ ghép nhá, mình sẽ lúc ấy mình có tính là từ đây, vị trí bắt đầu từ đây cho đến hết đây đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn cũng sẽ nối từ cái vị trí này cho đến đó giúp mình. Thì ở cái vị trí này các bạn chừa lại một mũi nhá, một mũi xuống cuối cùng ấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý sau. Các bạn chừa, mình lẽ ra ấy, là các bạn sẽ móc từ cái mũi này. Từ cái mũi này, từ sát cái đường này lên ạ. Nhưng bây giờ các bạn bỏ qua cái mũi đấy, thì các bạn móc tiếp từ cái mũi thứ hai, vì là cái đầu của mình thì để mình còn một mũi ở trên đầu nữa thì nó mới chắc ạ. Thì các bạn sẽ đi móc nối bằng mũi đơn giúp mình. Mình sẽ móc nối bằng mũi đơn ạ. Đây mình đi vào mũi này, mình sẽ đi mũi này trước. Mũi này mình sẽ xử lý sau. Sẽ thành mũi đơn. Tương ứng như thế các bạn cứ móc một mũi với một mũi, vì mình có hướng dẫn các bạn là làm sao để cho cái số mũi nó đều nhau rồi. Để vừa đủ bằng bằng cái số mũi trên cái đường này, nó sẽ bằng cái số mũi mà cái mặt xung quanh này. Nên các bạn cứ móc tương ứng một mũi đơn với một mũi đơn để ghép nối hai cái này với nhau. Cái này nó phải dơ đằng trước, trước máy quay nó hơi bị ngượng tay ấy. Các bạn tùy vào người nó sẽ dễ hơn. Dạ. Các bạn có thể quan sát ạ, mình sẽ cứ móc từng một với một bên mặt đằng sau đấy ạ. Mình dơ sức máy quay là nó hơi lỏng, còn các bạn hơi đấy. Các bạn để ôm phía người ấy, thì các bạn làm nó sẽ chặt hơn. Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết hàng. Đến khi hết hàng thì cái mũi cuối cùng của mình ấy nó sẽ ở cái vị trí mà mũi này ạ. Vị trí ở mũi này. Sau đó thì mình sẽ đi sang rồi mình ghép cái khoen này lại, khoen D này lại, rồi mình đi tiếp để mình nối cái mảnh còn lại ạ. Đây là sau khi mình đã nối xong cái mảnh thứ nhất thì các bạn thấy là bên này nó sẽ hơi kênh một chút, là do mình vẫn còn thiếu một mũi. Một mũi mà lúc nãy mình bảo các bạn bỏ lại ạ. Thì bây giờ sang bên này thì mình sẽ ghép cái khoen D vào trong cái bên hông này ạ. Thì các bạn sẽ đi giúp mình một mũi đơn tại cái vị trí đó trước nhá. Sau đó thì mình sẽ thêm cái khoen D, mình sẽ để như thế này. Rồi các bạn móc mũi đơn, nó sẽ hơi khó móc một chút, mũi đơn sang cái vị trí bên cạnh này ạ. Cái mũi đầu tiên nó khó thôi. Rồi. Sau đó mình móc mũi đơn bình thường thôi.
móc hết cái ấy này. Xong xong cái mũi bên rìa rồi này, để cái phần này dựng lên ấy. Các bạn móc tiếp giúp mình một cái mũi đơn. Kết thúc sang cái góc bên này. Thì nó sẽ dựng được lên như thế này. Rồi tiếp tục thì mình sẽ nối sang cái miếng bên cạnh. Cái miếng gọi miếng là sau lưng nhá. Miếng là sau lưng thì mình cũng tương tự, mình nối bằng mũi đơn thôi. Mình sẽ để lại ba cái mũi như thế này và mình sẽ móc tại vị trí cái khía này. Thì các bạn sẽ móc từ cái mũi này trở đi nhá. Cũng vẫn là mũi đơn như cái phần bên kia. Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy, các bạn nối cái mũi đơn cho đến khi hết cái đường này nhá. Sau khi hết cái vòng này ạ, kết thúc cái mặt lưng. Tương tự sau khi mà mình đã móc xong cái mặt đằng sau lưng rồi đấy ạ, thì các bạn cũng sẽ làm tương tự ở cái góc này ạ. Để mình thêm cái khoen chữ D ấy ạ. Móc túi thì nó sẽ hơi khó móc một chút. Mình cũng làm tương tự như bên kia. Các bạn móc mũi đơn qua cái khoen. Khi mà mình móc qua cái khoen này thì nó cũng sẽ chắc hơn so với khi mình khâu nữa. Sang đằng bên này mình cũng chốt một mũi đơn này. Sau đó thì mình sẽ móc cái mũi cuối cùng, cái mũi mà lúc đầu mình bảo là mình chừa lại ấy. Thì bây giờ các bạn sẽ móc nốt cái mũi này để cho cái phần hông này nó khép lại, nó không bị vệnh lên. Bằng một mũi đơn. Sau đó thì mình sẽ cắt chỉ. Bên này mình giấu chỉ luôn nhá. Thì để giấu chỉ thì các bạn giữ nguyên cái mũi cuối cùng của mũi đơn như thế này nhá. Xong rồi mình đi qua. Xong rồi mình đi qua cái mũi đơn liền kề này. Xong rồi mình lại đi vào cái mũi. Cái này mình đã hướng dẫn rồi đấy, mình lại đi vào cái mũi móc. Đi vào cái mũi móc của mình. Để nó khép lại. Khép lại như này. Đây thì mình sẽ giấu. Đi qua một vài lượt như này. Sau đó thì mình sẽ luồn xuống dưới cái. Mình sẽ luồn xuống dưới cái đường cái mặt trước này ạ. Để các bạn giấu vào bên trong này. Mình có thể đi lại cái chỗ đó một đi lại cái chỗ đó. Đi lại cái chỗ này để cho nó cái đoạn bên trong giấu bên trong nó dài hơn cũng được. Là các bạn cắt sát và để cho nó thụt cái đầu dây ở bên trong. Bây giờ sau khi mình đã hoàn thành xong rồi ạ. Còn cái dây để qua cái khóa thôi ạ. Thì ở đây các bạn sẽ móc từ vị trí này ạ.
Các bạn để thừa cái đầu phía bên này dài một chút giúp mình. Để mình sẽ móc cả dây bên đó nữa. Mình sẽ móc từ vị trí chính giữa nhé. Đây mình sẽ đi dây móc như thế này để cho cái đường dây nó vuông, nó không bị cong. Các bạn vắt qua cái dây dây mà mình bảo các bạn lấy thừa ra ấy. Vắt qua kim trước, sau đó thì mình mới đi cái dây trên tay ấy. Hãy cứ như vậy cho nó dây nó dài ra. Sau khi bóc được một khoảng rồi thì mình sẽ vắt ra đằng trước, vắt qua cái cúc này để ước lượng xem cái dây của mình đến đâu là đủ. Mình sẽ làm dài thêm một chút nữa. Sau khi đủ rồi thì các bạn sẽ siết lại, các bạn sẽ chốt lại ở phía mặt bên này ạ. Mình sẽ cắt dây trước. Các bạn tháo luôn cái đầu ấy ra như thế này. Rồi mình sẽ lấy mũi qua. Và mình sẽ lấy ngược bên trong, nhầm chút. Là các bạn sẽ đi qua hai dây này. Hai dây qua mỗi dây qua một mũi. Một dây qua mũi bên này nhá. Một dây qua mũi bên cạnh nhá. Để mình sẽ buộc vào bên trong. Mình sẽ buộc ở bên trong như này, các bạn chốt lại. Chỉ cần buộc, mình buộc chắc, buộc chết lại ở đấy thôi. Mình không phải giấu gì cả, mà mình chỉ cần đưa, không cần phải luồn dây để giấu nhiều ấy ạ. Nếu mình buộc chết như thế, các bạn lại đưa lên đằng trước. Rồi mình cũng lại đưa vào bên trong cái khoảng này ạ. Tương tự với dấu bên này. Thế ạ. Mình sẽ thắt nút như đóng túi như thế này. Cuối cùng là sử dụng quai túi bằng dây xích. Thì ở đây mình đã dùng dây xích chuẩn bị sẵn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái túi trống nhỏ nhỏ như thế này rồi ạ. Túi phù hợp cho các bạn mang đi chơi là chính ạ. Còn nếu mà các bạn muốn tăng size ấy, thì các bạn cũng có thể làm như mình đã hướng dẫn từ trước ấy. Là cái phần này các bạn móc tiếp tục ra cho đến khi nào mà cái size mà các bạn cần
và các bạn cắt canvas theo cái size đó. Hai bên hông này các bạn cũng sẽ tăng theo độ sâu của túi tùy vào ý muốn của các bạn ạ. Cúc này các bạn thì hoàn toàn có thể thay một cúc khác, hoặc là mình có thể sử dụng cúc bấm ở phía bên trong, hoặc là may khóa cho nó. Cái này là tùy ý mình thôi nhá. Còn đây là cái túi mà mình đã hoàn thành xong rồi ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của mình nhé.